56 xe đụng nhau trên xa lộ dưới trời tuyết giá miền Bắc Trung Quốc hôm thứ Hai khiến 17 người thiệt mạng và 37 người bị thương. Tân Hoa Xã hôm thứ Ba loan tin tai nạn xảy ra trên xa lộ nối liền Bắc Kinh với Côn Minh ở tỉnh Sơn Tây vào lúc 9 giờ sáng. Thông tấn xã Trung Quốc cho biết trời mưa và tuyết rơi trước khi xảy ra tai nạn. Một tài xế kể lại, sương mù dày đặc khiến tôi phải chạy chậm lại và khi vừa ra khỏi đường hầm, tôi trông thấy hai chiếc xe chắn mất đường nên tôi phải đạp thắng cho xe dừng hẳn. Lính cứu hỏa cho biết họ phải dập tắt đám cháy ở phía trước trong khi toán cấp cứu tìm cách cứu người mắc kẹt trong những chiếc xe bị nạn. Trung tâm kiểm soát giao thông tỉnh Sơn Tây cho biết, xa lộ vẫn tiếp tục bị đóng một ngày sau khi tai nạn xảy ra và cuộc điều tra vẫn đang tiến hành. Tai nạn trên xa lộ thường xảy ra ở Trung Quốc do người tài xế lái xe phóng nhanh vượt ẩu.